xin chào bạn các bạn vừa được nghe chất âm của cái loa mới nhất của bên mình Đó chính là down M6 Một chiếc loa mà nó vừa có âm bát Mình đánh giá rằng nó rất là tốt trong cái tầm tiền Và thứ hai nữa đó chính là nó có một cái tính năng Mà mình nghĩ rằng là rất nhiều bạn sẽ yêu thích Đó chính là nó có thể là nháy đèn theo điệu nhạc được các bạn ạ Vậy thì cái loa Sendao M6 này nó đang có mức giá là bao nhiêu Và làm thế nào để mua được nó Nó có những tính năng gì Thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ các bạn Mua smartphone ngon bổ rẻ đừng quên ngày qua gì động việt link cụ thể về chương trình khuyến mãi giảm giá bán hàng như thế nào thì mình sẽ để phần bình luận cũng như là phần mô tả của video hôm nay rồi quay trở lại với cái loa sendao m 6 thì một trong những cái điểm mà mình nghĩ rằng là nó sẽ gây được cái sự chú ý và thiện cảm đối với rất là nhiều bạn đó chính là cái thiết thiết kế của nó. Các bạn thấy rằng là cái thiết kế hai cái phần màng loa này nó nhìn vào không khác gì một con mắt và một cái đường vẽ ở đây nữa thì làm cho cái loa này khi mà các bạn để trong bóng tối và khi các bạn bật nhạc và bật thêm cái đèn nữa thì nhìn vào nó phải gọi là cực kỳ ngầu hoặc là ví dụ như các bạn đặt ở trong phòng đúng không và đôi lúc có ai đó vô tình vào nhìn vào cái ánh mắt của nó thôi là đã thấy có cái sự sự gọi là sắc cạnh ở đây rồi chắc chắn là sẽ cực kỳ hấp dẫn và nó không chỉ là một cái sản phẩm để các bạn có thể sử dụng nó nghe nhạc mà nó còn là một cái sản phẩm trang trí rất là tốt cho cái không gian làm việc và giải trí của chúng ta nha đó, các bạn có thể là nhìn vào cái phần này nó rất là đẹp đúng không ạ và về cái chiều dài của cái loa này thì bạn thấy rằng là nó chỉ bằng đúng một gang tay của mình mà thôi một gang tay của mình là khoảng 20 cm cho nên là mình thấy rằng là nó cũng không phải là quá to không phải là quá nhỏ nó phù hợp khi mà chúng ta để trong ba lô này hoặc là khi mà chúng ta để ở trên bàn làm việc để trang trí thì nó cũng không chiếm quá là nhiều diện tích ha ở bên trên này thì nó sẽ có thứ nhất đó, là có tới hai cái mic này các bạn này hai cái mic này nó sẽ đảm nhận cái phụ trách là thoại cho chúng ta tức là gì Tức là khi mà có một cái cuộc gọi đến á, các bạn kết nối bluetooth này khi mà có cuộc gọi đến nào đó và các bạn không nhất thiết trong cái tầm giá này thì cũng không có nhiều những cái loa mà kiểu như là có cuộc gọi đến và các bạn có thể là đàm thoại trực tiếp được đúng không ạ? Thường thì chúng ta sẽ phải cầm điện thoại lên và nói chuyện nhưng mà với cái loa M6 này thì các bạn không nhất thiết là phải cầm điện thoại lên nha, bởi vì nó sẽ tự động các bạn nhấn cái nút ở trên này là nhận cuộc gọi và cũng như là chúng ta có thể là nghe và đàm thoại trực tiếp ở đây rất là rõ ràng nha các bạn chúng ta sẽ có bao gồm là bốn nút thôi nhưng mà về mặt tính năng của nó sẽ rất là nhiều nha các bạn thứ nhất đó, đó chính là nút m với cái nút m này thì các bạn có thể là chuyển từ chế độ radio sang chế độ uh, kết nối bluetooth hoặc là để có thể một số những cái tính năng kết nối âm thanh ở phía bên sau thứ hai nữa đó chính là cái nút tăng và giảm âm lượng như thế này thì ngoài cái việc là tăng và giảm âm lượng á, thì nó còn kiêm luôn cái chuyển bài hát các bạn ạ khi mà các bạn nhấn cái nút này Nút cộng hoặc là nút trừ thì nó sẽ tiến hoặc là lùi bài hát nha các bạn Còn khi mà các bạn muốn tăng giảm âm lượng thì các bạn đè giúp mình Cái nút tăng này hoặc là nút giảm này Thì nó sẽ tăng và giảm âm lượng nha Còn cái nút này thì các bạn cũng biết rồi Tính năng của nó đó là play, dừng và phát nhạc ha Và nó còn có thêm một cái tính năng nữa các bạn ơi Đó chính là các bạn mà muốn chuyển đổi Cái hiệu ứng của cái phần đèn ở phía dưới Thì các bạn nhấn giúp mình nha Ví dụ như thông thường khi các bạn mua Uh, loa về đôi lúc nó chưa ở cái tính năng là nháy theo điệu nhạc á, thì các bạn nhấn giữ giúp mình cái nút này nha thì ngay lập tức là nó sẽ chuyển sang cái tính năng là nháy theo điệu nhạc còn nếu các bạn thấy rằng là à, nháy theo điệu nhạc nhìn nó rườm rà quá và các bạn muốn đây là một cái vật trang trí các bạn chỉ cần muốn kích hoạt nó lên thôi thì các bạn cũng sẽ nhấn giữ cái này ngay lập tức thì đèn nó sẽ tự động sáng luôn rồi và nó sẽ không còn nháy theo điệu nhạc nữa cái tính năng này thì mình thấy rằng là nó cũng hữu ích ạ. lúc mà chúng ta cần nháy theo nhạc thì chúng ta nháy theo nhạc còn lúc mà chúng ta chỉ cần nó trang trí cho nó đẹp thôi thì nó cũng là một cái tính năng hay ho đúng không ạ Ở phía bên sau thì chúng ta sẽ có cái gì ạ Chúng ta sẽ có nút on off này nút AUX và khi mà các bạn mua hàng về á thì sẽ có ở bên trong là một sợi dây 3,5 mm cho các bạn luôn nha và hai đầu đều là 3,5 các bạn ạ. Chúng ta sẽ có cái phần để có thể là gắn thêm USB này, thẻ nhớ micro SD và phần nguồn. Một cái điểm đáng tiếc đó chính là nó chỉ có duy nhất là cổng micro thôi chứ nó chưa được chuyển sang cổng type C các bạn ạ. Đó. Về cái công suất của cái loa này thì cả hai bên này nếu mà tính tổng lại thì nó sẽ là 10W nha các bạn. Đây không phải là một cái công suất quá lớn và cũng không phải là một công suất quá nhỏ đúng không bạn như thế này thì mình nghĩ là nó cũng khá là phù hợp rồi cái văn phòng của mình có 69 mét vuông thôi mà mình mở cái loa này phát là nó đập gần như là chả có cái ngóc ngách nào mà không nghe được các bạn ơi nghe nó rất là to nha về âm bát thì như lúc nãy các bạn cũng có thể nghe một cái bài remix rồi thì bạn thấy rằng là cái bát của nó nó rất là chắc này và bên cạnh đó nữa thì khi mà ca sĩ hát á, thì mình thấy rằng là cái âm thanh mà nó mang lại á, nó cũng khá là trong trẻo, nó không kiểu như bị vỡ tiếng Hoặc là khi các bạn tăng âm lượng lên thì trong quá trình mình test Thì mình cũng không thấy cái vấn đề bị vỡ âm thanh khi mà chúng ta tăng mắc âm lượng nha các bạn Với cái mức giá thì hiện tại cái sản phẩm này Đối với những bạn đang xem video của Dubixo Các bạn sẽ được mua với cái giá tốt nhất có thể Đó chính là 269 các bạn ạ 269 chúng ta sẽ có một cái loa chất âm rất là tốt này thứ hai nữa đó chính là gì đó chính là nó sẽ có thể là nháy được theo điệu nhà nó cũng là một cái vật trang trí cho cái góc làm việc hoặc là góc học tập hoặc là góc giải trí của các bạn luôn nha à, vậy thì nhược điểm của nó là gì thứ nhất đó, là pin của nó pin của nó thì bọn mình xài nó lên quanh khoảng tầm là 8 tiếng nha các bạn à, đấy đây không phải là nhược điểm đây là một cái tính năng mình đùa một chút xíu thôi à, pin của nó có thể là xài được 8 tiếng trong một lần sang cái nhược điểm á đây là cái hàng nội địa chung cho nên là khi mà các bạn mua về các bạn mà bật cái on lên thì sẽ có một cái câu uh, tiếng chung uh, nói rằng là a à, tính năng Bluetooth đã được kích hoạt đó nó chỉ có như vậy thôi còn về yếu điểm còn lại thì mình cũng chưa thấy nha và anh em mua cái này thì có thể là link và đường link mình để ở trong phần mô tả hoặc là phần bình luận của video ngày hôm nay còn các bạn các bạn muốn bọn mình lên những món hàng nào nữa hay không thì đừng quên để lại cái phần phía dưới của video ngày hôm nay nha còn bây giờ thì